đấy nhá. Ví dụ tôi giả sử chúng ta có cái một một cái vòng tròn này là những cái mà mình phải biện, đây đây là gọi là 100 từ ở trong bài viết, 100 từ trong bài đọc rồi đấy, thì có thể 70% thì là 70, nó là từ thường, nó là từ academic thôi, còn 30% nó là từ chuyên ngành. À, ví dụ những cái từ như là run dễ, tên con run con dế, là tên tên của cái chất này chất kia hoặc là tên ấy đấy, thì nguyên tắc của bài thi IELTS là 30 từ này là có xuất hiện nhưng mình không phải biết nghĩa nó trước khi làm bài thi hoặc là trước khi đọc, mà mình dùng cái 70% này để mình suy ra nghĩa của 30% kia mà mình không biết. Đấy. Và 70% từ này là 70% từ mà người học tiếng Anh nào cũng phải biết. Còn những từ chuyên ngành như là ví dụ là điều trị COVID lại có cái chất tetraceptum, cái quần nợ gì đấy, thì chắc chắn là vẫn có trong bài IELTS, nhưng người ta không yêu cầu mình để biết. Mà cái bài thi IELTS là bài thi nó test cái kỹ năng ngôn ngữ, tức là cái kỹ năng dùng cái từ này để suy ra cái từ còn lại. Đấy là cái người ta test. Chứ đương nhiên là cũng có những thằng ví dụ y học, tự nhiên thằng nào mà giáo sư y học mà lại đọc cái bài về y học thì đương nhiên nó có lợi thế vì nó biết cái chất đấy. Nhưng mà nhiệm vụ của mình không phải là biết. Mà nhiều khi cũng lại chết cơ, bởi vì là cái ông mà ví dụ giả sử tôi có một kiến thức mà ai cũng biết như là mặt trời mọc đằng đông, nhưng mà trong bài đấy thì nó lại đăng lên một, nó lấy một cái bài báo nghiên cứu học lại ghi rằng một giả thuyết mới cho rằng là mặt trời có thể mọc đằng tây, thì cái thằng biết trước lại là chết. Bởi vì là trong bài đấy nó lấy ra một cái bài là có thể mặt trời mọc đằng tây, thì cái kiến thức bên trong đấy là kiến thức mới hoặc là kiến thức dị dị mà cái thằng trong ngành nó lại không, tức là những cái kiến thức có sẵn của nó sẽ thành bị phản lại, phản tác dụng. Đó. Ví dụ những cái bài nhờ, chúng ta phải biết là cái bài true phone đúng không, và bài yes no đúng không. True phone thì là nó hỏi theo fact ở trong bài đọc, còn yes no nó hỏi theo opinion của cái thằng writer, thì thực ra vẫn là hỏi kiến thức, và cái kiến thức đó là phải có ở trong bài đọc. Ví dụ nó bảo rằng là gì, mọc, ví dụ câu hỏi của bài phần câu hỏi là mặt trời mọc đằng tây có phải không, thế mà thằng nào đi lại biết trước, chưa thèm đọc bài đấy lại điền là mọc trời mọc đằng đông mới đúng, thì lại chết. Bởi vì nhỡ bài đấy nó lại trích của một thằng viết là giả thuyết mới là cho rằng là mặt trời mọc đằng tây, đúng không, thì cuối cùng là vẫn phải đọc bài để tìm ra cái vị trí nói rằng là mặt trời mọc đằng tây hoặc là đằng đông, tức là phải cụ thể ra nó nói trong bài cái đấy. Chứ nếu như mình không đọc bài mà mình lại dùng cái kiến thức ở ngoài mình tự suy, có khi lại chết. Đây có khi là ví dụ thằng bác sĩ nó lại bảo là làm gì có chuyện đấy, nhưng mà người ta lại lấy đúng cái bài mà nó có cái giả thuyết ngược lại, mà thằng ấy không chịu đọc cái bài đấy. Tức là nguyên tắc là gì, mọi kiến thức là mình phải lấy từ cái bài đọc đấy, chứ mình không lấy kiến thức ngoài của mình để đắp vào. Tức là những kiến thức ở bên ngoài, mà bên ngoài vốn sống của mình không đọc mà mình lại cho vào trả lời thì nó nguy hiểm, nhiều khi cái bài nó sẽ phản tác dụng ở chỗ này. Nguyên tắc là cứ đọc câu hỏi thì mình phải tìm cái vị trí nó nói câu trả lời, hoặc là những cái mình tự ngầm mình hiểu, như ví dụ như là mặt trời mọc đằng đông mà mình lại trả lời là yes, trong khi cả bài nó không nói lên cái chuyện đấy, thì lại phải đáp án nó lại phải là nó cái vần đấy. Tức là ví dụ mình biết thừa là ngoài đời là rõ ràng là mặt trời mọc đằng đông, nhưng không có nghĩa là cái câu đấy nó có trong cái bài mà người ta cho, đúng không, mình lại chủ quan mình không đọc cái bài đấy mình trả lời luôn, thì là nhỡ người ta không nói, đúng không, nhỡ kiến thức đấy không thể nào mình assume được đấy, thì mình lại phải chờ là not given, bởi vì mình tìm cả bài không thấy nó nói mặt đằng đông ở đâu cả đấy. Đây là nó khổ rồi đấy. Cho nên là nguyên tắc là phải dựa vào cái bài người ta cho để mình đưa ra câu trả lời, chứ không phải là mình dựa vào kiến thức của mình đấy, nó rất là nguy hiểm rồi đấy. Thì nó, cái này nó khác cái TOEFL, chỗ là TOEFL thỉnh thoảng nó vẫn đố những cái lên, tức là TOEFL nó còn có một cái test kỹ năng khác là nó test kỹ năng verbal, kiểu như tư duy logic, như kiểu IQ ấy. Đấy thì nhiều cái mình phải suy ra, xong rồi hỏi nhiều cái mình phải biết trước. Nhưng IELTS thì là nó có thể có cái khu vực là có cái từ mà mình không biết, nhưng hoàn toàn mình có thể dùng những từ mà mình đã biết để mình suy ra cái từ không biết. Và ví dụ như là cái bài văn gốc mà nó lấy, ví dụ ông giám khảo IELTS ông lấy ở trên VN Express cái bài báo đấy, thì ông ấy phải ngồi sửa lại, ông phải ngồi chế lại cái bài đó để đảm bảo rằng là cái từ ba trong cái nhóm mình không biết này thì là mình có thể suy ra được từ 70. Giả sử như là cái bài báo gốc đấy người ta bắt
là phải tự người ta bắt là mình phải tự biết 30% từ khó này rồi, thì cái ông ra giám khảo IELTS ông phải tự ngồi viết thêm một đoạn để giải thích cho cái 30% không biết kia. Đấy. Giả sử như là chúng ta có cái từ COVID mà chúng ta không biết nó là cái gì, đúng không? Trong bài viết của báo VnExpress mà mấy ông làm đề IELTS ông ấy lấy là cái báo đấy thì người ta đam mê COVID cho nên là người ta không cần phải nhắc lại định nghĩa. Nhưng nếu như mà trong 70% những từ thông dụng này mà chưa có cái đoạn nào giải thích COVID là gì thì cái ông giám khảo ông phải tự ngồi viết ra định nghĩa là COVID là gì để ông làm thành một cái đề cuối để làm đề cho mình. Chứ ông không được lấy nguyên cái bài gốc ra. Ông phải tức là phải có quá trình thẩm định. Tức là liệu 30% đố này là cái 70% này có thể suy ra được không? Nếu không suy được thì phải ngồi chế thêm, phải ngồi viết thêm định nghĩa, phải ngồi viết thêm các từ dẫn rồi các kiểu ở đâu. Đấy. Cho nên IELTS nó là thuần túy là về mặt kiểm tra ngôn ngữ thôi. Đấy. Những kiến thức em không biết hoặc những từ em không biết trong này hoàn toàn là các ông ra đề là phải chịu trách nhiệm là ở đâu đó trong bài. Đấy, phải tìm phải 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 co cho cung cấp cho em các cái tin đấy. Chính vì thế chúng ta tại sao học reading nhưng mà học writing lại có tác dụng, bởi vì sao? Chúng ta chỉ cần gì biết quy luật của ông là gì, cái đầu khổ là ông phải có topic sentence, sau đó ông phải có support, sau đó ông phải có example, thì tự nhiên mình biết cái cấu trúc đấy thì mình biết ngay cái khu vực tìm cái từ định nghĩa của nó ở đâu, đúng không? Đấy.